Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay sau bạn sẽ có video giới thiệu cho anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Tướng Quân Dừng Bước đến như anh Xoa Game. Đây sẽ là một con game nhập vai thẻ tướng lấy chủ đề Tam Quốc và game chơi theo kiểu màn hình dọc nhá. Đây là giao diện chính của con game này. Và các bạn thấy không, tham gia nhận 50 lượt quay tặng thêm quà trọn đời. Wow, rất nhiều ưu đãi, nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Rồi chúng ta sẽ vào game nha. Đây đặt tên nhân vật này. Nói chung là game nhờ vai thẻ tướng dành tay bây giờ thì rất là đơn giản thôi. Đây các bạn đi chiêu mộ tướng này, được một lần miễn phí. Đó, được một lần miễn phí quay tướng. Ok, vào game. Rồi chúng ta sẽ vào chiến đấu này, cho tướng và đội hình. Tối đa ở trong game này sẽ là một trận hình là 6 người nha mọi người nhá. Nhân vật thì nó sẽ tự động chiến đấu, anh em sẽ không cần phải làm gì cả. Rất là đơn giản thôi. Đây có phần quà phần thưởng này, rồi qua phần túi đồ ghép mảnh tướng. Tướng 4 sao. Tướng mình thấy là chia rất là nhiều phe nha. Ở đây thì mình sẽ nâng cấp tướng này, nâng level này, rất là quen luôn. Mặc trang bị này và tiếp tục chiến đấu cho tướng ra trận. Đó, cơ chế chiến đấu toàn tự động. Con game này thì đồ họa 2D theo kiểu style nhân vật chibi nhá. Nhưng mà tướng nó làm kiểu lùn lùn ấy. Cái này thì có thể có một số bạn sẽ không thích đâu. Mua thẻ quay tướng cao cấp này. Đấy, chiêu mộ tướng cao cấp. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ nha. Rồi, xác nhận. Rồi, chúng ta sẽ đi nâng cấp tướng này. Nâng level tướng. Rồi, đây là quà online này. Gói quà phúc lợi ở đây. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Nhận thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ thì mình sẽ nhận một cái tính năng gọi là linh thú, nó sẽ trợ chiến cho các bạn nhé. Thật ra tính năng này thì nhiều game có rồi, chẳng qua là tên gọi nó khác nhau thôi. Đại loại là một cái tính năng như kiểu thần binh, linh thú các thứ là nó sẽ trợ chiến lắp vào trận hình nhé mọi người. Đây có auto treo máy này, kéo thả này, siêu chiến này. Đó, linh thú này nó sẽ ra trận cùng mình và khi mà đầy năng lượng ấy thì nó sẽ sử dụng kỹ năng tuyệt kỹ. Đấy, mặc dù game này thì đề tài Tam Quốc nhưng mà nó sẽ có một chút yếu tố huyền huyễn vào. Đây có sự xuất hiện của linh thú trợ chiến. Hình ảnh trong game này đơn giản nhỉ, mình thấy là phần hiệu ứng chiến đấu ấy, game này nó làm đơn giản quá. Mình thấy là về mặt đồ họa thì nó cũng chưa phải là xuất sắc. Đây có cả quà này, quà cấp, các bạn chỉ cần đủ cấp hay là các bạn sẽ nhận được 10 vé quay tướng miễn phí nhá, cho đến level 50, khá là ngon. Với cái này thì các bạn sẽ quay ra được tướng, được tướng 5 sao này, hai tướng 5 sao luôn, ngon. Đó các bạn thấy không, một ưu đãi rất là ngon nhá. Đó là các bạn chỉ cần nó gọi là hào khí X50, tức là các bạn chỉ cần đủ cấp thôi là các bạn sẽ nhận được thẻ quay tướng miễn phí. Khá là ngon. Ngoài ra các bạn sẽ có một ưu đãi là quay 1.000 lần mỗi ngày. Đấy, các bạn sẽ quay chọn một trong ba như thế này thì các bạn sẽ quay. Quay thì chắc chắn là sẽ được tướng 5 sao nhá. Còn các bạn sẽ chọn thôi. Chọn này, chiêu 10 lần này. Đấy, chắc chắn là được tướng 5 sao hoa hùng này. Rồi cái việc chọn này thì nó sẽ liên quan đến việc là sau này các bạn xây dựng bộ tướng theo phe nào nó hợp lý thôi. Điêu thuyền này, ma này. Chọn luôn. Một phe ma luôn, chọn điêu thuyền luôn mọi người ơi. Có. Đấy, mình chọn điêu thuyền luôn. Rồi. Thì đó, thì các bạn có tướng này thì các bạn nhớ nâng cấp tướng lên, ví dụ như là mình đi mặc trang bị này, mặc ganh. Rồi nâng level này. Các bạn nâng lên level 30 thì các bạn sẽ cần đột phá nhá, để mở giới hạn level cũng như là sau này mở khóa kỹ năng mới. Rồi. Nâng cấp đều các tướng lên nhá. Hiện tại là có tướng nào thì chơi tướng đấy, đoạn ưu tiên là tướng 5 sao. Rồi, trong phần trận hình này, các bạn lưu ý là nó sẽ có cái phần đấy, nó có game này nó có 6 phe, ngụy thủ, ngũ quần, ma và tiên. Nó lại không có sự khắc chế giữa các phe mà nó chỉ đơn giản là đưa các tướng của phe ra trận nó cộng thêm chỉ số thôi. Trong đấy hai phe tiên ma thì nó sẽ xịn hơn một tí. Rồi, đưa tướng ra trận thôi. Đấy, tối đa là 6 tướng ra trận nhá mọi người nhá. Và các bạn hãy test thử đội hình mới phát. Đấy, rất là mạnh. Nói chung là ở cái dạo ban đầu mà có ưu đãi này thì các bạn dễ dàng vượt ải rất là nhiều nhá mọi người, anh em nhá. Đấy, có mục tiêu 7 ngày này, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được thưởng tướng miễn phí. Đấy, rất là ngon. Rồi đấu trường anh kiệt này. Rất nhiều tính năng hoạt động nhưng mà mình thấy là cái ưu đãi tặng vé quay tướng game này nó rất là nhiều luôn á. Thì cũng là một cái yếu tố để thu hút anh em quân thủ. Đấy, chứ đầu họa thì mình nghĩ là sẽ không quá thu hút anh em quân thủ đâu. À, quên mất xem tỷ lệ chiêu mộ nhá. Đây, thì
cao cấp này, 3 sao 75%, 4 sao 17% và 5 sao 8%. Mình chỉ xem cần cao cấp thôi vì nó là tỷ lệ cao nhất rồi. Thì 8% là một con số mà khá là cao đấy. Chưa đến 10% như một số game, nhưng mà 8% là ok hơn rất là nhiều game chỉ có tầm 5% rồi. Đấy, ui, này 500. Rồi, để ESP này có thể mua bằng vàng các thứ rồi. Đấy, tức là phải đôi. Sau này thì level 20 mở phó bản này, 21 mở liên minh. Nói chung là các tính năng game này thì nó đơn giản, nó không có gì. Bạn nào mà chơi game thẻ tướng dành tay nhiều ấy thì sẽ thấy nó rất là quen thuộc thôi. Sau này có bỏ qua VIP 2 hoặc level 30 thì anh em phải bỏ qua nhanh trận đấu, thậm chí bỏ qua nhanh luôn, không có này làm gì. À, có khắc chế nhá. Sorry anh em, lúc nó ghi không ghi ở ngoài thôi, có khắc chế giữa các phe luôn. Đây, Nguy Thục Ngô Quần khắc chế lẫn nhau và Tiên Ma khắc chế lẫn nhau, chuyên biệt. Ồ, có khắc chế nhá, sorry anh em. Tức là game này thì có khắc chế nhưng mà mình, tức là nó không hiển thị ở cái phần này này, nó không hiển thị. Mà nó lại ở hiển thị ở dưới này. Đấy, đây cũng là một cái rất là lừa luôn, là mình không để ý. Ok, mình may mình bấm vào, tức là có sự khắc chế giữa các phe nhá. Ngụy khắc Quần, Quần khắc Ngụy, Ngụy khắc Thục, Thục khắc Ngô và hai phe Tiên Ma. Nói chung là các bạn nếu có điều kiện này các bạn hãy nên chơi đến phe Tiên Ma ấy, bởi vì nó sẽ khắc chế lẫn nhau thôi và nó cũng cộng thêm chỉ số nó mạnh hơn một chút. Ờ, rồi rồi mà giờ mới để ý ạ, lừa dã man. Thật sự là mình không bấm vào là mình cũng không biết đâu, bởi vì bình thường mình chỉ ấn vào trận hình là nó hiện thị hết, game này nó không hiển thị luôn. Đây, level 11 rồi này, có thể càn quét nhanh để lên cấp nhanh hơn. Đây chúng ta có tính năng đấu trường này. Đó, các bạn để khiêu chiến leo hạ, hạ càng cao nhận thưởng càng nhiều và nó sẽ có phần shop. Rồi tiếp đấy là chúng ta có phần nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận thưởng thôi. Đó. Đây. Ồ nó bị che này mọi người này. À, các bạn ẩn bớt đi. Đây đấu trường thông thiên tháp, chư hầu bá nghiệp. Đây mọi thứ nó ở đây. Các bạn sau này có vương giả tranh bá này. Rồi thí luyện quân chủ, đấu trường tổ đội, đấu đỉnh đao. Ồ, đây là phần PVP nhá. Đấy, các bạn này khiêu chiến mà nhận thưởng. Ôi toàn level 40 này. Ngã màn vậy. Máy quay như đây như kiểu là NPC ấy. Tức là trong số cái bảng xếp hạng đấu trường ấy, ngoài người chơi chính thì có cả NPC nhá. Đấy, thế là toàn level 40 nhưng khá là yếu. Máy quá. Đó, đây là phần đấu trường. Sau này thì các bạn chơi lên thì nó sẽ mở khóa thêm các tính hoạt động khác. Đấy, level 17 này này. Chúng ta sẽ có tính năng thông thiên tháp, là cái này là leo tháp thôi. Cho tướng ra trận, khiêu chiến. À, game này thì nó không thể bấm ra ngoài được nhá. Mình thấy là không thể bấm ra ngoài để có thể tương tác, tức là làm việc khác ấy, bắt buộc phải theo dõi. Sau này có bỏ qua nhanh thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng game này nó không cho bấm ra ngoài. Nhiều game rảnh tay khác thì nó sẽ cho bấm, nhưng game này thì không. Nó sẽ no. 18 này, mở thêm tính năng treo thưởng. Cử các tướng đi làm nhiệm vụ đấy mọi người. Ồ, chưa đủ tướng đạt điều kiện. Đấy thì vậy thôi, mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay đến từ nhóm hành Soa Game, có tên gọi là Tướng Con Dừng Bước. Mình thấy là game thì đơn giản, dễ chơi và quan trọng là nó rất là nhiều ưu đãi tặng vé quay tướng miễn phí. Thì bạn nào yêu thích thì các bạn có thể tải game này trên Google Play cũng như App Store nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ và subscribe cho kênh Akobi. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.